Rồi, chào anh em. Hôm nay thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em một trong những cái điều mà tôi nghĩ là có thể là một số anh em sẽ không biết, đó chính là cách để mà anh em sử dụng những bài nhạc nổi tiếng ở trong cái video YouTube của anh em. Thì như anh em đã biết rồi là khi mà anh em làm việc với YouTube thì để mà anh em có thể kiếm tiền được thì anh em cần phải tuân thủ một trong những cái luật chơi rất là quan trọng trong YouTube, đó chính là mọi thứ đều phải nói chuyện bản quyền. Thì cái điều mà anh em cần phải làm quen đầu tiên đó chính là cái âm nhạc sử dụng trong video. Có thể anh em cực kỳ gọi là anh em rất là có nhiều anh em nói lẩu chỗ này, ví dụ như anh em có thể đi không không quan tâm tới cái chuyện có rồi, thì một số anh em là bởi vì không biết những cái điều này hoặc là như thế nào đó thì đây chính là một trong những cái điều rất là quan trọng. Một số anh em mà không hề biết gì chuyện này, ví dụ như anh em đi quay vlog hay là gì đó ở một cái quán cà phê, và quán cà phê đã mở một cái bài nhạc nổi tiếng, ví dụ như là bài Despacito đi, thì cái đoạn video đó của anh em bị đánh là vi phạm bản quyền, và tất cả những cái số tiền mà anh em kiếm được trên video đó bị chuyển cho cái người phát hành của cái bài nhạc đó. Thì đó chính là cái vấn đề rất là nghiêm trọng ở trong cái việc mà làm YouTube, cho nên là anh em cần phải quan tâm tới cái điều này, rất là cần quan tâm tới cái điều này. Thì đó chính là vấn đề sử dụng nhạc trong video. Nhưng mà thật ra cũng không có gần quá triệt để như vậy, tức là không phải là tất cả những bài hát trên trên video đó, không phải tất cả những bài hát trên YouTube đều gọi là bị vi phạm quyền hết. Có một số bài nhạc nổi tiếng vẫn sử dụng được nha anh em. Thì hôm nay tôi mới hướng dẫn cho anh em là làm cái nào để mà biết được một cái bài nhạc nổi tiếng nó có được sử dụng hay không. Thì đây tôi sẽ hướng dẫn cho anh em ngay đây. Thì tôi sẽ ví dụ cho anh em một số trường hợp ha. Thì nếu mà anh em thử một số những bài hát thì anh em sẽ nhìn thấy nó biết nó thông báo tình trạng bản quyền. À, cái đường link này, cái đường link để mình vô trang này tôi sẽ bỏ ở bên dưới ha, anh em cứ kéo dưới mà xem thử ha. Thì ví dụ như tôi sẽ thử một cái bài nhạc nào đó, ví dụ như là bài bài mà tôi vừa mới ví dụ Despacito đi ha. Đây tôi sẽ sạc thử ra cái tình trạng bản quyền của nó. Cái trang này là một cái trang để cung cấp cái tình trạng bản quyền của cái bài nhạc đó mà anh em có thể sử dụng hay không. Đây bài nhạc đây cái này mới đúng đó, cái bài nhạc này là not available, tức là bài nhạc này hoàn toàn không thể nào sử dụng được ở trong YouTube. Tức là cứ mà cái bài nhạc này nó vang lên ở trong cái YouTube của anh em thì bất kể là do anh em hát, bất kể là do anh em mở một cái radio, bất kể là do người khác mở radio hay bất kỳ gì đó khác, miễn cái bài nhạc này xuất hiện ở trong YouTube của anh em là anh em sẽ bị nó dính bản quyền, tức là tháo xuống anh em sẽ không kiếm tiền trên video đó. Một số những ví dụ khác là nó có thể linh động hơn, ví dụ như là bài The Cycle of Life hay là lớp gì đó, nó là một cái nhạc nền của phim Lion King, là một cái bài rất là tôi rất là thích và tôi đã sử dụng trong cái video của mình. Và thật ra cái video đó tôi không có trông cậy gì về cái chuyện kiếm tiền á. Đây The Cycle of Life from Lion King thì nó nói là cái bài này sử dụng được nhưng mà nó sẽ block ở, nó sẽ không có hiển thị cái video đó ở khoảng 247 quốc gia, tức là coi như là đất sử dụng được á. Cái từ này nó không có ý nghĩa gì cả nha. Block ở gần 99% quốc gia thì nó không nghe gì nữa, và nó cũng đồng thời bị block của Việt Nam luôn nha anh em đó. Thì đó chính là cái cách mà anh em check tình trạng bản quyền. Thì tôi có nói ở đầu video đó là một số bài nhạc lại được sử dụng nha anh em, chứ không phải là tất cả bài nhạc đều không được sử dụng. Lại anh em sẽ thử xem là mình có may mắn hay không. Tôi ví dụ ở đây luôn, đó chính là bài bài Happy của William á, bài mà đây thì anh em nhìn thấy là cái bài nhạc này nó lại được sử dụng thế mới hay. Tức là bây giờ tôi có thể mở nó luôn ở đây cho anh em luôn, là chắc chắn là tôi cái video này của tôi sẽ không có bị vấn đề gì cả, không sẽ không bị tháo xuống và sẽ không có bị bản quyền gì cả, bởi vì cái bài nhạc này nó chính là một bài nhạc free bản quyền đây. Đó, anh em có thể thấy nó viewable worldwide, tức là có thể xem được trên tất cả thế giới, trên khắp thế giới, và advertising là quảng cáo có thể được hiển thị, tức là cái bài nhạc là bài nhạc hoàn toàn ok để sử dụng. Đây tôi bằng chứng là tôi sẽ mở cái bài nhạc này lên trên cái video của tôi, và tôi chắc chắn 100% là video này sẽ không bị tình trạng bản quyền ha. Thì đó chính là một trong những cái điểm mà anh em nên lên lưu ý ha. Cái đường dẫn của cái trang này là tôi đặt ở bên dưới, anh em cứ xuống dưới đây là chắc. Thì chúc anh em có những bài nhạc thú vị hơn trong cái video của mình.